Uống đi bà Năm. Cảm ơn ông. Ôi, ông Sáu, Sáu. Coi con cá nhà mà sang chảnh dữ vậy. À, chắc là người ở thành phố về đó. Nhưng mà dân ở thành phố thì cũng tùy theo người. Có người sống chỉ có cái vỏ bên ngoài thôi. Chứ bên trong thì không có tiền bạc nhiều đâu. Ông làm như sớm này có mình nhà ông giàu à. Tôi khen người ta có một câu à, ông làm gì suy diễn đủ thứ hết vậy. Nhưng mà ông Sáu nè, con bé này tôi mới nhìn qua có chút quen quen, chắc là con cháu của ai xóm này, nhưng trước giờ tôi chưa từng thấy. Lúc nãy nhìn vừa lạ lại vừa quen, để tôi nhớ kỹ lại coi. Con đường này hai xã liên thông, sáng tới chiều bao kẻ lại người qua. Nếu biết nhau người ta đã nhận ra bà, tiếc làm gì ở đó mà tào lao. Không, tôi thấy con bé này nó quen lắm đó. Thôi đi bà ơi, đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ. Ông nói gì vậy? Chứ gì nữa, chứ không phải hồi đó bà cũng khinh tôi ra mặt sao? Nhờ tôi làm ăn được may mắn, tôi mua mấy mẫu đất, cái bà dính tôi như sao mà. Một cũng anh Sáu, hai cũng anh Sáu. Nè, ý ông muốn nói là tôi ham danh ham lợi, đĩa mà đeo chân hạt đó phải không? Xin lỗi ai đó à. Sao thốt ra mà không biết ngượng ngùng, nói người ta mà không xét lại mình. Sống như sao thì có gì mà phải xét, người ngay thẳng thì trước sau cũng thẳng. Không lọc lừa gian dối ai đâu, mà nói hành nói tội cái gì. Chứ không phải ông thích tôi, chết mê chết mệt tôi. Rồi ngày nào cũng vậy, ông cứ dòm ngó rồi kiếm chuyện qua nhà tôi, hả? Thôi thôi, tôi ghẹo chút cho vui vậy mà. Vui gì mà vui, ghẹo không có duyên dụng gì hết trơn à. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại á, là giữa tôi với ông kể từ bây giờ chấm dứt, không còn hẹn hò qua lại gì nữa hết. Cũng không có hàng xóm láng giềng gì luôn đi. Năm. Tôi giận. Năm, trời ơi, giỡn chút xíu giận gì Năm. Cà phê chưa uống mà về sao Năm? Rồi, ba đi mất tiêu. Năm ơi, đợi tôi với Năm ơi. Năm. Hôm nay về quê hương, nhớ lại chuỗi ngày mến thương. Rau cô Năm. Con nè, con Kiều nè, nó không nhận ra con hả? Bé Đen nè. Đen. Trời ơi con. Trời ơi sao giọng Năm coi coi. Trời ơi Năm khỏe không? Năm khỏe. Lúc con lên Sài Gòn có 15, 16 tuổi à. Rồi đi biệt tâm, biệt tích cho tới giờ. Nay mới chịu về thăm Năm ha. Dạ. Trời ơi mà sao con lột xác Năm nhìn không ra luôn nữa. Thôi thôi vô nhà con, vô nhà. Dạ. Mời ghế đi con. Dạ. Rồi à, con làm công việc gì trên Sài Gòn mà con mau đổi đời dữ vậy? Thì Năm cũng biết rồi đó. Hồi đó con bỏ đi á, là gì á, để dơi bớt đi nỗi buồn côi cút. Với lại con muốn có công việc làm ăn ổn định, rồi kiếm thật nhiều tiền. Con hứa là khi nào thành đạt con mới về con kiếm Năm. Cháu là... À, con Kiều, con bé Đen, con của anh Bảy Dĩa ở xóm mình nè. Anh quên rồi hả? Con Bảy Dĩa? Ừ. Con bé Đen? Dạ. Tôi nhớ rồi. Trời ơi, hồi nhỏ vậy nè, nó qua nó coi tivi nhà tôi hoài, nó thèm mía tôi còn gấp mía cho nó ăn nữa mà. À, chú Sáu. Ừ. Dạ con chào chú Sáu. Chú Sáu khỏe hả? Khỏe. Dạ. Trời ơi, bay lớn quá. Ừ, thay đổi nhiều quá tôi nhận không có ra. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, nay làm ăn khấm khá lắm hả con? Dạ. À, Sáu với Năm. Thôi con hiểu rồi. Quên nữa. Dạ. Hồi nãy con chưa có nói cho Năm biết con làm cái gì trên Sài Gòn mà con mau đổi đời dữ vậy. À dạ, con làm CEO. CEO là gì con? Dạ là con làm giám đốc chuyên về bên công ty bất động sản á Năm. À, con làm bất động sản? Dạ. Cái nghề đó bây giờ nó mạnh lắm à. Ôi nhiều người đầu tư vô đất lắm. Dạ. Đây đây chú nè, chú cũng nhờ ba cái đất cát đó mà ăn nên làm ra. Chú mua được đó, ba mà
mẫu đất rồi đó con. Ôi vậy hả chú? Con ngưỡng mộ chú quá à. Bây giờ mà đầu tư vô đất cát á là sáng suốt lắm đó chú. Ừ. Với lại bây giờ quê mình phát triển thay đổi quá chừng luôn à. Ừ. Mà lần này con về nè, con cũng kiếm mua mấy cái lô đất nền để mà con đầu tư vô đó đó. Vậy hả? Dạ. À mà kêu à. Dạ. Lần này con về con định ở đâu? Mà thôi, lâu quá con không có về, ở với Năm đi nha. Như lúc nhỏ con ở với Năm vậy đó. Được không Năm? Được. Trời ơi, ở đi con. Nè nè, thôi bây giờ ha. Năm ra sao bắt con ra kho xả ớt mà làm cơm nha. Dạ thôi để con phụ Năm nha. Ừ đi con. Chú sớm rồi chơi. Rồi, Sáu với Năm lại đây con chỉ cho nè. Đây là cái khu này là cái khu nhà hàng khách sạn mà con đang cho tiến hành xây dựng. Còn cái khu bên đây nè, cái khu bên đây là cái khu dân cư mà họ đang xây dựng luôn. Còn năm cái lô đất nền này á là con đã làm thủ tục xong xuôi hết mà chuẩn bị xây cất được giá con bán liền. Trời ơi, con giỏi quá vậy. Dạ, con giỏi lắm đó. Dạ, con có giỏi gì đâu. Thú thật với Năm với Sáu á là hồi nhỏ con cũng được sống trong một gia đình hạnh phúc ấm êm. Con cũng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Con cũng được học hành, cũng được yêu thương trong vòng tay cha mẹ. Nhưng rồi, chú Sáu và dì Năm biết đó. Một ngày không may, tai họa ập đến. Cha mẹ của con đã vĩnh viễn ra đi. Khi con vừa mới tuổi 15, mẹ cha mất sớm, cam đành thân phận mồ côi, cảnh nghèo thiếu trước hụt sau. Không chị không em, một thân trơ trọi, sống bao giờ thiếu vắng thâm tình, nhờ lòng thương cô bác xóm giềng. Rồi vì học hành từ đó cũng dở dàng, bán căn nhà lìa xứ xa quê, sống tham hương nơi đất lạ quê người, biển biển bao năm trời. Mà một thân một mình không ai để nương tựa, lúc đó con phải làm sao? Lúc đó con tự nhủ với lòng là phải quyết chí lập thân mong đổi thay số phận. Con đã vượt qua bao khó khăn vất vả và nhờ có cơ may nên cuộc sống hôm nay đã bù đắp lại đôi phần. Mong từ cõi xa xăm sẽ mang nguyện dối đời. Chú cảm phục bay con bé ngày nào thơ ngây côi cút, nay đã trưởng thành bao dựng được tương lai. Con ơi giữa thị thành cuộc sống con chen, thật giả đang xen với muôn vàng thử thách. Năm mừng cho con, giờ coi như là thành đạt. Đã vượt qua bao sóng gió cuộc đời. Dạ, lúc đầu á con chỉ làm sale bình thường thôi à. Rồi gặp may mắn thuận lợi, cái con để dành được số vốn, rồi con mở công ty. Cái công ty á làm ăn phát triển tới bây giờ luôn. Con rất là bản lĩnh, rất mạnh mẽ. Vì Năm nể phục con luôn đó. Đó đó dạ. Đó, bà lại bắt chước tôi. Cha nội này đâm xuồng bởi hoài ta. Năm với Sáu vui tính quá à. Hôm nào á mà rảnh cái con mời Năm với Sáu lên nhà con chơi. Xong á rồi ghé thăm công ty con luôn cho biết công ty. Dạ. Được đó con. Trời, sổ đỏ đâu nhiều dữ vậy con? Trời ơi, sao con đem theo nhiều quá vậy, đổi rớt là sao? Dạ không sao, tại con thường xuyên vô ngân hàng á làm công việc nên là con hay đem theo vậy đó, không sao đâu Năm. Alo. Gì? Trời đất ơi, tự nhiên mà anh đòi rút vốn vậy rồi chẳng khác nào đem con bỏ giữa chợ hả? Cái gì? Thôi,
anh làm như vậy là chết tôi luôn rồi. Xin lỗi gì mà xin lỗi, tôi không cần lời xin lỗi vô trách nhiệm đó của anh đâu. Thôi thôi, anh rút thì anh rút đi. Thôi khỏi. Alo Tú hả? Ừ. Chút nữa chị về Sài Gòn á, mày coi sắp xếp hợp cho chị cái dự án khu dân cư mới này nha. Rồi, có chuyện gấp. Rồi. Ừ. Ủa, vụ gì mà thấy con căng thẳng vậy Kiều? Dạ, cái dự án khu dân cư mà hồi nãy con nói với Năm đó. Bây giờ cái ông kia ổng rút vốn đầu tư. Con mà biết ổng làm ăn kiểu này á, ngay từ đầu con đã không hợp tác với ổng đâu. Mà trong khi dự án này chỉ có hai người đầu tư thôi, con bỏ vốn 80%, ổng bỏ có 20% à. Mà giờ ổng làm vậy Năm con có chết con chứ. Đây đây, cái hợp đồng nè. Hợp đồng làm sẵn hết trơn à. Nè, Năm coi đi. Bây giờ ổng làm vậy con có phải chết con không chứ? Sao làm ăn kỳ cục vậy trời? Gì kỳ vậy trời? Con mà biết ổng rút vốn vậy á, con đâu có mà lấy tiền đi đầu tư cái dự án khác. Bây giờ kẹt con mới chết đi chứ. Mà Kiều à, rút vốn đầu tư 20% là bao nhiêu tiền vậy con? Dạ, năm cái đất nền á mà hồi nãy con nói với Năm á là 15 tỷ. Con bỏ ra 12 tỷ, ổng bỏ ra có 3 tỷ à. Mà bây giờ ổng làm ăn vậy đó. Hay là tôi với ông đầu tư cho nhỏ đi, tội nó quá. Được không? Được, tôi thấy được á. Mà tôi thấy cũng có lý. Dạ, thôi bây giờ con xin phép Năm với Sáu con đi về Sài Gòn luôn. Con về liền giờ hả? Dạ, tại con về cho kịp giờ để con giải quyết với ngân hàng. Kiều à, bây giờ chú Sáu đầu tư cho con á thì sao? Chú Sáu đầu tư cho con hả? Dạ, con... Nè, Kiều à, đâu chỉ riêng chú Sáu, cũng có phần dự Năm. Chúng ta cùng hội cùng trường, sao bỏ tôi một mình? Ông nỗi nào đành tâm, hưởng một mình riêng ông. Sao bà không nói sớm, tôi có dành phần đâu? Đầu tư phải đâu chuyện đùa. Thôi mau làm giấy hợp đồng, cho rõ ràng đôi bên, lãi lời cùng chia nhau. Dạ, Năm với Sáu mà chịu đầu tư cho con là con làm hợp đồng liền. Với lại con sẽ đưa cho chú Sáu với dì Năm cái số tài khoản của con. Khi nào mà làm xong giấy tờ cái là con gửi chú Sáu chuyển khoản cho con liền ha. Rồi làm đi con. Dạ. Kiều nó nói cái chỗ này đang xây khu dân cư mà sao không thấy gì hết vậy bà? Không lẽ mình đi sai địa chỉ? Đâu có. Nãy giờ cứ quần qua quần lại người ta cũng chỉ chỗ này mà. Nhưng mà tôi có thấy xây dựng gì đâu. Ủa? Mà sao tôi cũng không thấy xây dựng gì trơn trở vậy? Ở đâu đâu? Để mấy giờ tôi gọi con Kiều coi, kêu con nó đang ở đâu. Rồi kêu nó tới nó rước tôi với ông cho rồi đi. Bà chứ đi để đi kiếm vòng vòng về hoài rồi biết chừng nào. Ôi, không liên lạc được ông ơi. Bà điện lại lần nữa coi. Tôi gọi lại lần nữa coi. Sao kỳ vậy? Đáng lý ra bữa nay nó biết mình lên đây thì nó phải sắp xếp công việc cho đúng hẹn chứ. Dù gì thì mình cũng là nhà đầu tư, cũng là đối tác của nó mà. Ôi, không liên lạc luôn được nè ông ơi. Nó không bắt máy luôn. Sao kỳ vậy? Trời ơi ông Sáu ơi, sao tự nhiên tôi có cái cảm giác hoang mang quá. Không lẽ... Tôi cũng vậy nữa. Kìa kìa, có chiếc xe kìa. Đâu, mình hỏi thăm coi. Hỏi cái cô này coi. Cô dừng lại cho tôi hỏi thăm chút xíu cô. Dạ, cô chú hỏi gì? Cô có thấy gần ở đây có cái công trình nào đang xây dựng không cô? Dạ không. Ủa, tôi nghe nói là ở khu vực này có đang thi công xây khu dân cư mà.
Con là dân ở đây mà con đâu có nghe nói là công trình thi công gì đâu cô chú. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn cô nha. Trời ơi, giờ là sao không sao? Chết rồi. Có điện thoại. Chắc là nó gọi lại mình đó. Nghe coi. Trời ơi, tưởng con Kiều. Ai về bà Tư ở gần nhà. Bà nghe đi. Tôi nghe nè chị Tư. Biết. Tôi đang đi tìm con Kiều nè. Cái gì? Trời ơi. Nó. Trời ơi. Trời ơi. Bà Năm. Bà Năm. Bà Năm. Bình tĩnh bà. Bà Năm. Bà ngồi xuống đây. Bà tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà. Mất hết rồi. Trời ơi, tôi đã trao trọn lòng tin. Giờ hiểu ra thì quá muộn màng. Trắng tay rồi, tôi biết sống sao đây. Năm ơi, bà bình tĩnh lại đi. Năm. Bởi tại do tôi nhẹ dạ cả tin, để giờ đây gây liên lụy cho bà. Lỗi lầm này tôi xin nhận hết. Bà cứ nắng lời mắng chửi tôi đi. Không, không phải mình ông, mà tại tôi quá tin. Bài học nhớ đời tới chết vẫn còn mang. Con Kiều, tôi phải đi tìm nó. Tôi phải đi tìm nó. Bà Năm. Bà Năm. Trời ơi. Trời ơi.